đến với những câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay là bạn Phạm Hoàng Anh. Tiểu sử MC Tùng Chi và bí mật đời tư và những lần cứ như bưng về chuyện chồng con. MC Tùng Chi là một trong những cái tên gắn liền với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài khả năng dẫn dắt lưu loát trong vai trò dẫn chương trình, MC Tùng Chi còn được biết đến với vai trò đạo diễn cho nhiều chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Với mái tóc ngắn ngang vai, giọng nói ấn tượng, Tùng Chi nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều người hâm mộ. Là một trong những MC kín tiếng nhất của VTV, tiểu sử MC Tùng Chi gần như là một thông tin khá hiếm hoi. Được biết, MC Tùng Chi tên đầy đủ là Nguyễn Tùng Chi, sinh năm 1974, là nữ biên tập viên, MC kiêm đạo diễn truyền hình. Cô được biết đến qua vai trò dẫn chương trình cho game show học sinh Đường Lên Đỉnh Olympia trong khoảng từ năm thứ 2, quý 1 đến năm thứ 6 và quay trở lại vào chung kết năm thứ 9 cho tới năm thứ 16. Hiện cô là phó trưởng ban thể thao giải trí và thông tin kinh tế, nay là ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, Tùng Chi ứng tuyển vị trí phóng viên cho Đài Truyền hình Việt Nam. Với hình ảnh mái tóc ngắn trẻ trung cá tính, chắc hẳn khán giả không thể nào quên được gương mặt thân quen trong suốt 16 năm của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Với lối dẫn dắt hó mình, vui nhộn nhưng không kém phần lôi cuốn, Tùng Chi đã chiếm trọn tình cảm của công chúng và người hâm mộ trong suốt thời gian vừa qua. Là một trong những gương mặt MC thu hút nhất của Đài Truyền hình Việt Nam, gương mặt rạng rỡ, lối dẫn dắt nhẹ nhàng lôi cuốn, cô được xem là một trong những MC gắn bó lâu nhất của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm 2000 đến năm 2016. Trong hầu hết tất cả chương trình của Đường Lên Đỉnh Olympia, cô đều đảm nhận cả hai vai trò là MC kiêm đạo diễn chương trình. Sau khi tiếp tục là gương mặt dẫn chương trình trong chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 16, nữ MC cho biết sau lần xuất hiện này, cô sẽ không xuất hiện với vai trò MC trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Được biết, thay vào đó sẽ là một gương mặt dẫn chương trình mới hứa hẹn mang lại nhiều điều bất ngờ cho khán giả xem. Hiện tại, Tùng Chi là một trong những người phụ nữ quyền lực đứng thứ hai của VTV3 chỉ sau Tạ Bích Loan. Sau vai trò là một người dẫn chương trình, đạo diễn kiêm tổ chức sản xuất các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, nữ MC còn kiêm chức phó trưởng ban giải trí thông tin kinh tế. Mặc dù đã ở tuổi U50, nhưng MC Tùng Chi vẫn giữ được nét trẻ trung xinh đẹp. Ngoài lối dẫn dắt tự nhiên, Tùng Chi còn được biết đến là một trong những MC khá kín tiếng của VTV. Cô rất ngại khi trả lời phỏng vấn về chuyện đời tư và công việc. Do đó, mỗi lần có ai phỏng vấn hay hỏi về vấn đề đời tư, cô lập tức từ chối ngay. Đặc biệt là chồng con nữ MC luôn kín như bưng, khiến nhiều người hâm mộ không ít lần tò mò về điều này. Thậm chí, có nhiều tin đồn cho rằng cô đã từng có một đời chồng và hiện tại đang có tình cảm với một nam đồng nghiệp. Tuy nhiên, nữ MC vẫn quyết định im lặng và giữ kín chuyện đời tư của mình trước những câu hỏi của người hâm mộ và báo chí. Từ khi bước chân vào nghề cho đến hiện tại, nữ MC vẫn giữ nguyên hình ảnh ban đầu của mình. Khi đến với công chúng, vẫn mái tóc ngang vai, vẫn nụ cười trẻ trung xinh đẹp, vẫn lối dẫn dắt duyên dáng hóm hình của mình đã giúp cô nhận được nhiều tình cảm từ khán giả xem đài. Đối với VTV, một cách tình cờ sau khi tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế, Tùng Chi quyết định nộp hồ sơ làm phóng viên cho Đài Truyền hình Việt Nam. Và đây cũng chính là quyết định đúng đắn và giúp cô có được những thành công mỹ mãn như ngày hôm nay. Là một MC nổi tiếng, nhưng Tùng Chi luôn khiêm tốn khi nhận xét về bản thân mình. Tùng Chi và câu chuyện ngại lên báo. Được biết đến là một MC quyền lực của Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng Tùng Chi luôn giữ kín chuyện đời tư của mình trước những câu hỏi của người hâm mộ và báo chí. Cô luôn từ chối ngay và thẳng thừng những câu hỏi liên quan đến công việc và chuyện đời tư của mình. Không giống như nhiều nghệ sĩ, MC nổi tiếng khác, Tùng Chi rất hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện. Nữ MC cho biết cô rất ngại khi xuất hiện trước công chúng, những nơi đông người, mặc dù cô đã xuất hiện trước hàng triệu khán giả trên mỗi chương trình truyền hình.
Ngoài được biết đến là một MC nổi tiếng của VTV, Tùng Chi còn là đạo diễn và tổ chức sản xuất khá nhiều chương trình của VTV3.